Chào mừng các bạn đã quay lại kênh Tài liệu 4.0. Hôm nay chúng tôi giới thiệu với các bạn bộ quy trình tài liệu ISO 50001:2018 hệ thống quản lý năng lượng. Trước hết chúng ta truy cập website tri thức số.vn. Chúng ta đến mục 94, bộ quy trình ISO 50001:2018, hệ thống quản lý năng lượng NMS. Nhấn kích vào. Bộ quy trình ISO 50001:2018 hệ thống quản lý năng lượng sẽ giới thiệu những sóc quy trình hướng dẫn những quy định chung, các quy định cần tuân thủ bộ quy trình áp dụng cho ban ISO hệ thống các phòng ban chức năng của công ty nhằm tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng, giảm thiểu rủi ro, cải thiện cơ sở để hoạch định chiến lược về chi phí năng lượng, góp phần tăng hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận cho doanh nghiệp. Thông qua bộ quy trình có thể giúp chúng ta nâng cao hiệu quả trong công tác vận hành, quản lý, giám sát sử dụng năng lượng, thay thế các thiết bị gia công cầm tay bằng hệ thống các máy móc khác, CNC, máy tự động v.v. Lắp hệ thống bù công suất phản kháng để nâng cao hệ số cốt phi tại các thiết bị, cụm thiết bị hoặc từng hệ thống, cải tạo hệ thống điện cho các lò luyện vận hành ở điện áp cao, ví dụ như là 660V, cơ hội để tiết kiệm năng lượng cho các hệ thống phụ trợ, vân vân. Sau đây là danh mục các quy trình ISO 50001:2018. Mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hành động, sổ tay năng lượng, về chính sách năng lượng, quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản, quy trình hành động giải quyết rủi ro và cơ hội, quy trình đào tạo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, quy trình tiếp cận, xem xét các yêu cầu pháp lý và đánh giá sự tuân thủ, quy trình họp xem xét lãnh đạo, quy trình đánh giá nội bộ, quy trình hoạch định hệ thống năng lượng, hay còn gọi là quy trình hoạch định năng lượng, quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục, quy trình xử lý báo cáo bất thường về năng lượng, quy trình kiểm soát thiết bị đo lường, quy trình thông tin liên hệ, quy trình lựa chọn, đánh giá nhà thầu và cung cấp, quy trình kiểm soát sản xuất, quy định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, quy trình kiểm tra và đo lường quá trình, quy trình xem xét năng lượng, quy trình theo dõi đo lường và cải tiến hiệu suất năng lượng, quy trình theo dõi đo lường sản phẩm, về sổ tay hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2018 cho ngành cơ khí. Thank you.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Anh chị có quan tâm đến bộ quy trình ISO 50001-2018, hệ thống quản lý năng lượng có thể gửi Zalo cho chúng tôi theo số điện thoại trên không khiếu. Xin chân thành cảm ơn.